Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin Hoa Kỳ và Thế giới của Đài Chúng Tôi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có được một ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui. Hôm nay Đài Chúng Tôi gửi tới quý vị nội dung sau. Pence đã thắng rất lớn. Mốc thời gian siêu thực năm 2020 báo trước nguy cơ cho nước Mỹ. Joe Biden và Kamala Harris đang nói dối với những người cùng đảng dân chủ. Sau đây là chi tiết nội dung. Pence đã thắng rất lớn. Các phương tiện truyền thông chính thống đang làm việc rất chăm chỉ để vẽ nên màn tranh luận của Kamala Harris trở nên đáng yêu nhất có thể, nhưng đó là một sự thất bại hoàn toàn. Ở phía bên kia, Mike Pence đã đánh đúng nốt và đúng thời điểm và có rất ít lỗi không đáng có, mặc dù các câu hỏi rất thiên vị. Nếu bạn không xem nó, vui lòng hãy làm. Pence đã ghi điểm trước Harris về một số vấn đề đặc biệt là nó liên quan đến kỷ lục của cô. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất là khi ông chào hàng USMCA và đánh bà vì là một người trong 10 thường nghị sĩ phản đối nó. Ông cũng tiết lộ rằng thỏa thuận thương mại phát triển, việc làm được mọi người ở hai bên lối đi đánh giá cao này đã bị Harris phản đối vì nó không mang lại đủ lợi ích cho môi trường. Cố gắng ngăn chặn nó vì biến đổi khí hậu sẽ chỉ thu hút được phần rất xa bên trái. Những người ôn hòa và độc lập sẽ không hài lòng về lập trường đó. Và bây giờ họ biết. Nhưng phần quan trọng nhất của cuộc tranh luận là Pence đã làm những gì mà anh ấy đã nỗ lực để đạt được. Anh ấy đã nhiều lần lưu ý rằng Harris thực sự cấp tiến như thế nào. Đây là rút ra lớn nhất từ cuộc tranh luận và cảnh báo mọi người rằng cô ấy là người đồng bảo trợ thượng viện đầu tiên của thỏa thuận mới xanh, rằng cô ấy là thượng nghị sĩ tiến bộ nhất vào năm ngoái và rằng cô ấy giả vờ như mình là người ôn hòa khi thậm chí không thân thiện. Điều khiến mọi thứ tồi tệ hơn đối với Harris là cô ấy đã nói dối suốt Cô ấy lặp lại câu chuyện Charles Treville đã được tiết lộ rộng rãi. Cô tuyên bố cho Joe Biden lớp áo kinh tế, nói rằng nền kinh tế của ông ấy là điều mà Tổng thống Trump đang ủng hộ. Ngay cả những người cánh tả khôn ngoan cố nhất cũng không biết điều đó không đúng. Cuối cùng cô ấy đã phải đối mặt với những điều kiện tồn tại từ trước. Điều mà Pence đã nói đúng là được bảo vệ bởi lệnh hành pháp của Tổng thống. Các nhà bình luận thường lạm dụng từ tắm máu khi mô tả các cuộc tranh luận có vẻ không thuận lợi. Điều này thực sự đó là một phó tổng thống đầy quyền lực và tận tâm so với một thượng nghị sĩ không trung thực và gian xảo, kết quả đã rõ ràng. Mốc thời gian siêu thực năm 2020 báo trước nguy cơ cho nước Mỹ. Điều duy nhất mà đảng viên cánh tả Kamala Harris nhận được trong cuộc tranh luận ngày 7 tháng 10 với phó tổng thống Mike Pence là mục đích của cô không phải để thể hiện bất kỳ ưu thế nào so với Pence, mà là sử dụng cơ hội để đối lập với tổng thống Trump. Thật không may cho Harris, cô ấy đã thành công cả hai lần. Cô ấy không chỉ về mặt định lượng mà là người thu cuộc lớn nhất trong đêm chống lại Pence, mà cô ấy còn tiết lộ một vũ trụ thay thế đảng dân chủ cánh tả thực sự độc ác sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp cho quốc gia. Có bao giờ thành công hay không? Phải thừa nhận rằng toàn bộ diễn đàn tranh luận của tổng thống và phó tổng thống trong những năm gần đây đã biến thành một bức tranh biếm họa xương về những sự kiện như vậy dự định ban đầu. Trở lại thời điểm Abraham Lincoln và Stephen Douglas đồng ý tham gia trước công chúng, mục đích là làm nổi bật các vấn đề trong ngày và cung cấp cho cử tri một quan điểm rõ ràng về vị trí của mỗi ứng cử viên. Điều này đặc biệt quan trọng vào thời điểm mà nguồn thông tin thay thế tồn tại. Đáng buồn thay, mặc dù sự khổng lồ của truyền thông công nghệ cao đã làm cho báo cáo có sẵn cho tất cả mọi người trên quy mô lớn hơn rất nhiều so với thậm chí một vài thập kỷ trước đây, nhưng điều này không mang lại bất kỳ sự đảm bảo nào về sự thật. Khi phạm vi vận động chính trị ngày càng mở rộng, những người cánh tả buộc phải đàn áp sự thật bằng mọi cách có thể. Vì thực tế và sự thật là những trở ngại lớn nhất đối với chương trình nghị sự ngang ngừa của họ. Vì vậy, điều bắt buộc là các cuộc tranh luận không có diễn ngôn thực tế. Kết quả là họ đã mất bất kỳ hình thức hữu ích hoặc dễ nhận biết nào. Ngay cả khái niệm ứng cử viên nào thắng một cuộc tranh luận cũng tự nó là một sự vô lý và mất tập trung. Đây không phải là một cuộc đua ngựa. Mục tiêu của người xem không phải là xác định ứng cử viên nào có một tấm lót tốt nhất hoặc làm tốt nhất việc nhanh trí nằm trên đôi chân của mình. Thay vào đó, tất cả phải là tìm hiểu những gì mà mỗi ứng cử viên thực sự tin tưởng. Và do đó, cuộc bầu cử của mỗi người sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước. Tất nhiên, bất kỳ đánh giá trung thực nào trên cơ sở đó đều là thuốc độc đối với các đảng viên phe cánh tả của Đảng Dân Chủ. Vì vậy, nó được đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ cho phép mọi thứ trở lại một nơi như vậy. Tuy nhiên, giữa tất cả sự phức tạp và trùng lập của cả hai cuộc tranh luận mà chúng ta đã thấy cho đến nay, Đủ bằng chứng đã được tiết lộ để đưa ra những cảnh báo trung thực cho người Mỹ về việc ứng cử viên của mỗi bên sẽ ảnh hưởng đến tương lai của quốc gia như thế nào. Sự tương phản giữa hai phe không thể rõ ràng hơn hoặc đáng sợ hơn. Để hiểu rõ rằng dân chủ cánh tả sẽ tàn phá mọi khía cạnh tốt đẹp của nước Mỹ vĩ đại của chúng ta khủng khiếp như thế nào, người ta chỉ cần xem xét sự biến động trong 9 tháng qua. Kể từ thời điểm người Mỹ biết đến virus Vũ Hán, các đảng viên đảng Dân Chủ đã đi khắp nơi để đối phó với nó. Điều duy nhất mà họ hoàn toàn nhất quán là ý định rõ ràng của họ là khai thác virus một cách vô liêm sỉ để trục lợi chính trị. Tổng thống Trump nhanh chóng phản ứng với nguy cơ đang dình dập bằng cách cấm đi lại từ Trung Quốc, một động thái vấp phải sự theo dõi từ đảng viên đảng dân chủ những người đã buộc tội ông là thù hận, cố chấp và phản ứng thái quá. Tuy nhiên, vào thời điểm họ nhận ra rằng nỗi sợ hãi và hỗn loạn sẽ có tác dụng tốt trong chương trình nghị sự chính trị của họ, các đảng viên dân chủ ngay lập tức xoay trục và bắt đầu thúc đẩy mọi hành động thâu tóm quyền lực vi hiến bề ngoài là vì sự an toàn của người dân Mỹ. Các cuộc bãi khóa rõ ràng là trực tiếp bất chấp hiến pháp đã được thực hiện ở mọi bang và đô thị Blue, đảng dân chủ cánh tả thống trị trên toàn quốc dưới chiêu bài an toàn công cộng. Trong khi đó, vì những công dân lương thiện đang bị bắt và ngăn cản hoạt động theo bất kỳ cách bình thường nào, đám đông chống đối và vô chính phủ Black Lives Matter đang đổ chất thải vào các khu vực đô thị, cướp bóc, phá hoại, tấn công và thậm chí giết người nhân danh công bằng xã hội, theo chủ nghĩa mác cánh tả. Đáp lại, các chính trị gia đảng Dân Chủ ủng hộ hoặc hoàn toàn im lặng. Đó là một sự ủng hộ ngầm. Các chính sách lúc ra của đảng Dân Chủ đã rất tệ hại và không hiệu quả, khiến nhiều người Mỹ rời bỏ hoạt động kinh doanh và gây ra nỗi thống khổ khôn tả cho những người bị buộc phải cô lập. Việc lạm dụng ma túy và rượu đã tăng đột biến và tỷ lệ tự tử ở nhiều khu vực đã vượt quá số ca tử vong thực tế do virus gây ra. Tại New York, tổng đốc cánh tả của Đảng dân chủ là Andrew Cuomo đã kết án hàng nghìn người già trong số những người cao tuổi tử vong vì căn bệnh này, vì chính sách điên rồ và giết người của ông ta là buộc những bệnh nhân nhiễm bệnh vào viện dưỡng lão nơi dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, tất cả những tay sai cánh tả fake news tuyên bố quan tâm đến hoàn cảnh của anh chàng nhỏ bé đã không làm gì để buộc Cuomo phải chịu trách nhiệm và thay vào đó đã cố tình làm trạch hướng sự chú ý từ anh ta bằng cách tuyên bố rằng những cái chết không cần thiết bằng cách nào đó là đổ lỗi cho Tổng thống Trump. Thật phù hợp khi có rất nhiều người đang suy đoán về hậu quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Như một sự suy thoái của quốc gia hậu tận thế, Điều này thường được khẳng định bởi những người cánh tả, những người thực sự đang đe dọa thêm nhiều cơn thịnh nộ nếu người Mỹ dám bất chấp yêu cầu của họ để quốc gia bầu chọn đảng Dân Chủ. Nhưng theo một nghĩa thực tế và nguy hiểm hơn nhiều, số phận của quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng nếu đảng Dân Chủ cánh tả đạt được ưu thế bầu cử, dù bây giờ hoặc bất cứ lúc nào trong tương lai. Với sự đàn áp bằng bàn tay sắt đá đối với phe cánh tả ở bất cứ nơi nào họ thống trị, từ trường học đến thế giới doanh nghiệp cho đến cống rãnh, từng là ngành giải trí, và sự sẵn lòng của các thống đốc cánh tả của Đảng Dân Chủ như Richard Whitmer của Michigan, Gavin Newsom của California và Jay Isley của Washington ám ảnh với quyền lực và thời điểm họ có thể nắm bắt virus Vũ Hán như một cái cớ. Thật là ngây thơ khi nghĩ rằng họ sẽ tự mình từ bỏ quyền lực đó. Rất may, tính cá nhân của các bang khác đã cung cấp một bức tường lửa chống lại sự tấn công dữ dội của bọn chuyên quyền này, ít nhất là vào mùa này nhưng sự bảo vệ đó sẽ nhanh chóng sụp đổ cùng với mọi nguyên tắc hiến pháp khác của một quốc gia tự do ngay lập tức sau khi chiến thắng của Đảng dân chủ bất kể nó đạt được một cách gian dối như thế nào Joe Biden và Kamala Harris đang nói dối với những người cùng Đảng dân chủ tùy thuộc vào cánh nào của Đảng dân chủ mà họ đang nói chuyện vào bất kỳ thời điểm nào họ sẽ nói những lời dối trá khác nhau với hy vọng không mất đi sự ủng hộ của họ liệu Joe Biden và Kamala Harris có cấm chia tay điều đó phụ thuộc vào người mà họ đang nói chuyện vào thời điểm đó nếu họ đang nói chuyện với những người cánh tả cực đoan hành vi bẻ khóa là xấu xa và chính quyền biden harris sẽ đẩy nó ra ngoài như biden đã từng tuyên bố nếu họ đang nói chuyện với khán giả vừa phải hoặc với khán giả quốc gia họ tuyên bố rõ ràng là phản đối lệnh cấm bẻ khóa trên thực tế không có gì ngoài sự mô hồ trong kế hoạch của biden harris về việc bẻ khóa và điều đó sẽ khiến mọi người mỹ quan tâm những người không đóng góp cho đảng dân chủ công lý hoặc phong trào mặt trời mọc nhưng bẻ phỏ khóa không phải là vấn đề duy nhất của họ. Hỏi họ về việc đóng gói các tòa án, nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ nhận được câu trả lời có hoặc không, hãy tiếp tục mơ ước. Họ tuyệt đối từ chối nêu chính sách vì họ biết rằng một trong hai câu trả lời sẽ khiến họ mất thiện cảm từ phe này hay phe kia trong đảng của họ. Đó là một sự khác biệt hoàn toàn so với những gì Tổng thống Trump đã làm kể từ trước khi đắc cử. Bất kể khán giả là gì, ông ấy vẫn nhất quán với thông điệp của mình. Nếu ông ấy có chính sách, ông ấy sẽ thông báo nó. Nếu được hỏi về nó, ông ấy sẽ trả lời. Điều đó được cho là hơn bất cứ điều gì khác là điều khác biệt giữa phong cách của ông ấy với các đối thủ. Trong tập mới nhất của báo cáo NOQ, GD đi sâu vào tình huống khó xử mà đảng Dân Chủ phải đối mặt khi họ phải tung hứng giữa việc lôi cuốn những người cực đoan, đam mê trong đảng của họ và tán thành trung dung. Đó là vấn đề mà Tổng thống Trump không gặp phải. Đây cũng là một vấn đề sẽ gây ra sự xáo trộn lớn ở quốc gia này nếu Tổng thống thua cuộc tái đắc cử. Hãy tưởng tượng bạn phải thay đổi câu trả lời của mình dựa trên người bạn đang nói chuyện với bất kỳ thời điểm nào. Đó là vấn đề mà Đảng dân chủ phải đối mặt, một vấn đề sẽ lan sang phần còn lại của quốc gia nếu họ được phép giành thêm quyền lực. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần bình luận của đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.